Tấm xốp, chiếu cùng nhiều lớp chăn để chống chọi với cái lạnh. Anh Huấn đã gắn bó với góc hành lang bệnh viện được 3 đêm nay. Tình trạng em rất nguy kịch và cũng chăm sự nhờ các bác sĩ ở trong, hai anh em ấy. Vào khi nào bác sĩ gọi thay nhau vào xem tình trạng mẹ em như thế nào đấy. Mình mang chăn từ nhà đi đấy ạ. Giờ thì gió lạnh này thì cứ phải nằm chờ thôi ạ. Tại bệnh viện Bạch Mai, vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, dù gió lạnh hay mưa rét, nhưng vẫn có rất nhiều người nhà chăm bệnh nhân ngồi ngoài trời chờ đợi. Bệnh viện cũng bố trí nhiều đèn sưởi cơ động xung quanh khu vực chờ của người nhà bệnh nhân. Các đèn sưởi được đốt bằng ga và có hiệu quả nhưng phạm vi hẹp nên vẫn không đủ sưởi ấm toàn bộ khu vực. Nói chung là người ta đứng quây quần thì nó đỡ rét hơn. Bây giờ phải mua chăn chống rét chứ không rét lắm. Đêm mình ngủ ở trên hành lang đấy. Thì bây giờ lo bệnh nhân thì mình không quan trọng. Máy sưởi này thì thường là cả buổi sáng, buổi tối nó đều có chạy. Là chủ yếu là các bạn ấy tập trung ở đây, ví dụ những người mới vào hoặc là những người mà người ta trực bệnh nhân nặng đấy, thì là nhờ cái máy sưởi này thì cũng ấm nhiều. Ở bên ngoài trung tâm cấp cứu, dù giá rét, giấc ngủ chập chờn vẫn không thành vấn đề đối với người nhà bệnh nhân. Điều quan trọng, sau cánh cửa kia, họ vẫn đau đáu về tin tức sức khỏe của người bệnh. Thường là không, mọi người không ngủ, thường là chập chờn, đại khái là chợp mắt một tí chẳng hạn, người nọ thay người kia chứ còn làm sao ngủ được. Miễn là người nhà mình được khỏe hơn ấy, thì lạnh thế mình vẫn chịu được. Mới đây, Sở Y tế Hà Nội đã có công văn đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh, tăng cường các biện pháp phòng chống rét cho bệnh nhân và người nhà. Đúng vào thời điểm Hà Nội lạnh kỷ lục của mùa đông năm nay nên khiến nỗi vất vả, lo lắng của bệnh nhân cũng như người nhà của họ như càng nhân lên.